Thưa quý vị thân mến, đây là phần cuối cùng, phần hình phạt của 7 nụ cười. Chúng ta từng lấy dấu vân tay, sau đó lăn vô tờ giấy. Bây giờ thì mình không lấy dấu vân tay, lấy vân mặt, mình lấy vân mặt. Sau đó mình lăn vô tờ giấy. Mặt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ vậy có ai chưa phục, có muốn cái gì nữa không? Em không phục. Ngọc muốn thách đấu với ai? Xin quyền cho em Ngọc. Dại khờ nhất trong cuộc đời của em luôn anh. Dại khờ nhất luôn. Tuyết lực. Cái gì vậy? Tao đấu dụ gì? Tuyết lực. Đây giờ vậy. Tuyết lực. Trò chơi này vui. Hai bạn này và hai bạn này không được nhắc. Nếu nhắc là bị phạt hết. Đúng. Chết tôi rồi. Khán giả mà nhắc đem xuống phạt luôn. Trời ơi. Chết ơi. Còn em thắng là em thoát. Mình thắng là mình thoát. Vậy thôi. Anh Luật. Mắc gì tôi thoát. Tôi đang thoát mà. Thoát. Anh cứu em. Ngọc thích lượt. Ngọc thích lượt. Em muốn giết anh mà. Rồi trò chơi như sau. Con vật và chữ liên quan tới bộ phận cơ thể. Chưa hiểu. Chết tôi rồi bạn. Chết tôi rồi bạn. Bây giờ nè, tôi đang có sức. Không. Chơi quýnh lộn đi. Đây, tôi nhắc lại một lần nữa nha. Ai nhắc là tôi phạt liền lập tức nha. Kể cả quý vị khán giả, các em ở đây nha. Một con vật sẽ chui vào một bộ phận cơ thể, phải cùng vần và cùng dấu. Ví dụ, con cóc chui vào ốc. Con cóc chui vào ốc. À. Sao mà bạn dân tấu hài tụi tôi được? Được. Cùng vần nha, cùng vần. Vần ví dụ vần ốc và dấu sắt. Phải cùng vần cùng dấu luôn. Dạ rồi. Quánh tôi sẽ để coi ai trước. 1, 2, 3. Chết chưa? Thắng, thắng. Nói trước đi, con gì? Con sóc chui vô ốc á. Những bộ phận nào và con vật nào xài rồi thì không xài lại. Con cóc chui vô tóc. Con mũi chui vô mũi. Sai nha, con mũi là mũi ui nha. Không, mình chỉ tính về vật. Vòng điệu. Rồi, nó tính về vòng điệu rất là nhiều luôn. Được. Con chim. Con chim. Con chim. Con chim. Con chim. Chui vô tim. Hay. Hay. Con ngang chui vô gác. Chui vô gác. Yeah. 5. Anh Lộc, anh Lộc. Con trăng chui vô răng. Con con 5. Con công chui vô lông. Chui vô lông. Con trai chui vô tai. Đúng rồi. Ôi, mới nghĩ ra luôn. Con Thủy Tiên nhắc rồi, tôi thấy rõ ràng Thủy Tiên à. Vậy nè. Chị nhắc rõ ràng rồi. Thôi. Em điểm nguyệt cho nó nghĩ ra chứ. Rồi. Con lòng tông. Con lòng tông chui vô mông. Chui vô mông. Con lòng tông là con gì? Con cá lòng tông. Phải nói rõ là con cá lòng tông. Chết tôi rồi. Mình nói chơi cá, mình chơi cá luôn. Con cá sặc. Con cá sặc. Con cá sặc. Cá sặc. Cá sặc. Chui vô mặt. Ủa cái chữ mặt đó. Hay quá vậy. Vô. Con chuột chui vô ruột. Con chuột chui vô ruột, đúng rồi. Chết tôi rồi. 5. Con gấu chui vô nú. Không được chắc luôn nha. Tôi nghe chú già không được chắc nữa. Không. Con hổ chui vô cổ. Yeah. Con sư tử chui vô bao tử. Đúng rồi. Con rận. Ông đâu màu. Con rận chui vô thận. Con rận chui vô thận. Con ngọc chui vô nọc. Con lương chui vô xương. Ê. Con hút ảo. Con hút ảo. Tôi thấy là nhắc. Ê, nhắc rõ ràng. Phạt đi. Gì đó. Hãy coi gương đây mà học hỏi. Đi qua bên kia. Mình qua bên đó, mình canh. Mình qua bên kia. Ừ. Mình qua bên đây, mình canh. Đi qua đây.
suy nghĩ đi. Rồi. Em tự lập đi. Em tự lập đi. Nãy em nói con rận bao nhiêu thận chưa? 3. Rồi. Em nói 2. 1. Con chuối. Con chuối bắt chuối. Con ta đứa chuối vô bắt chuối. Đúng rồi. Con sợ rồi. Sợ quá. Sợ thật sự. Con dượng nó chui vô nhượng. Đau lắm. Con lăn chui vô chân. Con nào? Lăn. Con lăn đâu phải con giật em ơi. Chơi chơi chữ mà. Trời ơi, khói tôi quá. Chữ mà. Trời ơi, khói tôi quá. Ê, con khỉ nó chui vô cái lỗ nhỉ. Chui vô cái lỗ nhỉ. Dạ, đúng, 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 đúng. Ra nha, ra nha. Không có. Nhắc rõ ràng, thấy chưa? Đừng xạo, thấy em nhắc rõ ràng. Em không phải. Nhắc, em nhắc rõ ràng, đừng xạo. Trời ơi, cũng được lứa luôn thiệt. Hình phạt cho những kẻ lì lợm. Chúng tôi không nhắc. Nói. Con. Kỳ nhông chui vô cái hông. Ok vậy. Hồi nãy chui vô hông 2 lần rồi. Ok, con sâu chui vô rau. Sao con sâu chui vô? Vô duyên. Con sò mai chui vô tay. Con sò mai mà chui vô tay. Được hết. Em nói chuyện vô lý như vậy thì con nai nó chui vô vai. Chúng ta vừa nói thì diễn một vở kịch. Phải liền dần với nhau, phải có ý nghĩa. Giống như em nói con sò mai chui vô tay. Tôi không tin tôi nói con nai nó chui vô vai. Đúng. Tới em. Lòng ruột. Lòng ruột nó chui vô hết rồi. Không còn chỗ chứa nữa. Đúng. Tôi bắt nha, cô Tiên. Con sói chui vô cái đầu khói. Thưa quý vị, nói chơi vậy thôi chứ trò chơi chủ yếu tạo tiếng cười cho quý vị. Còn các bạn bị phạt, vẫn phạt, mời phạt. Mỗi độ xuân về lại thấy ông đồ già. Nhắm mắt. Khai bút đầu xuân. Mời thầy cho chữ. Thầy cho một chữ. Chữ gì vậy thầy? Chơi game không ăn vàng. Không ăn vàng. Chết rồi. Rồi ok. Rồi lấy dấu. Lấy dấu mặt. Dán trước cổng trường. Dán trước cổng trường. Cho các em nhỏ làm gương. Trời ơi. Tiếp theo. Thua thì thôi. Mời anh Vinh. Đừng chơi dơ. Thua mà chơi dơ. Ngọc. Mời thầy. Mời tay ra. Mời thầy cho chữ. Giữ tay lại nào. Thầy cho chữ gì ạ? À? Thầy ơi, thầy cho chữ gì? Hãy viết chữ Vinh lên mặt của cô gái này. Hãy viết chữ Vinh lên mặt của cô gái này. Chữ Vinh đúng không? Chữ Vinh. Anh lại. Rồi. Anh vô. Anh lại đây luật. Wow. Trời ơi, giống như mày. Đói em giống đó. Như mấy bà đi xuống sớm anh vậy. Ngọc. Trời ơi. Chúng ta đã có gia đình rồi. Để em tự xử, đừng ai đụng mẹ. Đúng, hãy tự xử. Thưa quý vị, như vậy là nhiều tiếng cười đã xảy ra ngày hôm nay. Cảm ơn Thủy Tiên cũng như tất cả mọi người đã đến với chương trình. Và cảm ơn quý vị. Xin hãy nhớ chương trình của chúng tôi là 7 nụ cười xuân, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng.
toàn thể quý vị đến với phần cuối cùng của bảy nụ cười sơn. Không còn gì để mất, không còn gì để mất, không còn gì để mất. Dạ 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 dạ. Thời các anh tới rồi. Rồi chúng ta sắp phải chịu một hình phạt. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa xem xong một vở hài kịch, bây giờ là một vở bi kịch. Dù bây giờ vậy anh? Mỗi chúng ta sẽ chọn một người để đưa hình phạt. Ví dụ như nước là chúng ta đổ hết vào người một cái thao như thế này. Ủa? Còn bột là nửa thao, hột gà là 10 quả, hên xui may rủi, luộc hay chưa luộc là hên xui, đập vào trắng. Tôi muốn. Mình thua mà muốn cái gì? Nhưng mà mình thua không muốn gì hết. Không có cái chỗ mướn nào hết á. Mình thua là phải đứng đó mà chờ hiệu lệnh thôi. Mình có được bắt cặp với một thua mình. Thua là bị chứ không được nha. Bị chứ không được nha. Mình pha đúng không anh? Mình chọn mỗi cái miếng đúng không? Được hết, thắng làm vua. Lan Ngọc lên trước. Lan Ngọc chọn ai để phạt? Em chọn Tiến Lâm. Thua lên. Anh chị đứng yên, vòng tay ra đằng sau thôi. Này là nửa, này cũng nửa, này cũng nửa, úp vô đầu. Còn cái này á là hột vịt gà có luộc, có sống. Nếu các bạn chơi xong các bạn chạy trốn, tôi hứa các bạn tôi sẽ ship từng nhà, sẽ đi thăm từng nhà, sẽ vô thăm từng người. Lỡ rồi. Anh ơi, em có thể pha một xíu được không? Được. Hồi nãy anh nói là thắng muốn làm gì thì làm đúng được, không? Được. Em muốn 5 cái hộp gà và bột phan tre phun nữa. Được, ok đồng ý. Ok. Cái con bé này nó nham hiểm thiệt. Bây giờ bột trước hay gà trước? Trời ơi, tất nhiên là hộp gà trước. À, để cho nó dính đúng không? Đúng rồi. Con gái tôi chọn hay là bạn này chọn? Em chọn. Bạn này chọn ra để đây rồi mình tự đập. Vậy phải cho cái thao để trộn. Không có trộn. Rồi em chọn 5 cái để đây. 1 2, từ từ, từ để từ từ, đừng cầm lên. Lá cái gì? Không có, không có, không có. Không có nha. Một cái nữa, rồi mời đập. 5 cái hộp gà, không còn gì để mất. Dạo anh. Không một trái nào chín. Sống hoàn toàn. Đề nghị anh Luật ngửa mặt ra. Khoan, khoan. Anh ngửa mặt lên đàng hoàng. Cho nó bớt, cho bớt nhảy lại, cho nó bớt. Ok. Ok, bớt nào. Đập vô đây, đập vô đây, đập vô đó. Đập vô đó. Anh phải ngửa lên ra xoa đầy đầu anh á. Ai đâu bắt xoa đầy đầu? Ở đâu có luật xoa đầy đầu? Có quyền. Anh phải chấp nhận. Chơi thì phải chấp nhận luật chơi. Trọng tài đã nói rồi. Thắng có quyền. Thắng có quyền. Yeah, nhưng mà trọng tài nói là đập 5 cái trứng lên đầu. Thế thôi, làm gì có chuyện xoa. Xoa gì ở đây? Giám khảo ơi. Đúng rồi. Vừa phải thôi. Ui. Đập đi. Cái này mình bây giờ đập hết nguyên rổ nó cũng sống không. Thật là đau. Nhưng mà anh mà quăng qua đội thắng nữa là em muốn thêm 2 trái. Ok. Rồi, nửa thao nào. Ngồi xuống ạ. À. Anh Luật ngồi xuống đây, xin mời. Cho tôi tự xử được không? Không anh à. Không, đây, phải đúng nửa thao nha. Nửa thao. Đúng anh à. Hay ăn gian dữ lắm luôn. Hay ăn gian dữ lắm luôn á, thiệt á. Đội chúng tôi đã có một người da đen. Thúy Ngân. Em chọn anh Huy Khánh. Huy Khánh vô. Bây giờ lại đây với em. Bỏ thao lên đây. Cái thao lên đây đang làm việc mà. Bây giờ em được chọn 1/3, 1/3 và 1/3 hay không? Vậy là thành 6 phần mấy. Mỗi thứ nữa để phức tạp. Thôi thì em chọn 2 quả trứng, 3 quả trứng gà nè. Một ít nước với là một ít bột. Rồi chơi luôn. Rồi. Bây giờ em muốn anh tắm 1/3 tô nước lên người trước, xối từ trên đầu xuống. Anh ngồi xuống đây, ngồi phải hưởng thụ của trời cho. Ủa không, phải chết đi. Đây, đây là. Rồi, được rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi.
Anh ngồi xuống đi, anh ngồi xuống đi. Xuống đi, anh ngồi xuống đi. Rồi, ba quả trứng hay bột trước? 1/3 bột. Rồi, anh ngồi xuống đi nè. Anh ngồi xuống đi. Anh Huy Khánh lần đầu chơi bẫy nụ. Chắc kiếp luôn quá. Trời ơi, ghê sợ luôn. Người ta làm nhẹ thôi. Sao nó mệt? Làm nó chơi đi. Trời ơi, bé nó bóp chuyện ghê. Cặp cuối cùng Hương Kevin. Hương Kevin Lâm Vĩ Dạ. 4 mùa rồi Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ qua đây. Con xin ơn chị. 4 mùa rồi. Cô rượt tôi chạy quanh. Còn ngày hôm nay tôi sẽ trả vốn nợ đầy. Anh Vinh hãy nghĩ tới bánh mì và xích xị. Tụi nó không muốn thấy mẹ nó trong cái hình hài này. Xin lỗi hai con nha. Nhưng dịp này ngàn năm có một. Dạ ơi, mấy đứa em pha sẵn cho em rồi nè. Ôi thiệt luôn á hả? Mời giờ đây không thiệt, không thiệt gì nữa. Ê, nhưng mà tha pha thiệt luôn á hả? Ủa, mọi người đang làm bánh bây giờ gì vậy? Em chọn 50 đen với 50 vàng. Sao bao nhiêu màu? Trà xanh sớm làm trà đen vậy? Hồi xuống. Trà xanh cho đẹp da. Rồi. Thưa quý vị, quá khủng khiếp. Chưa bao giờ mà có một số nào mà nghệ sĩ chơi mà tận cùng đau thương như ngày hôm nay. Rất buồn cho Nguyên Khánh lần đầu tiên xuất hiện. Và chắc chắn sẽ sợ tới già. Thưa quý vị, tất cả chỉ có trong chương trình 7 nụ cười xuân. Chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây và Motion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Và ngay bây giờ sẽ có một cái camera. Đây là vòng thứ hai của 7 nụ cười xuân. Đây là trò chơi vô cùng đơn giản. Khi chúng ta chơi, chúng ta sẽ phủ lên tay chúng ta một loại phẩm màu. Thi đấu theo cặp, mỗi cặp sẽ có 2 phút đối kháng với nhau. Người ngồi đây và người ngồi đây, họ
sẽ chơi như thế này. Làm sao để chúng ta đánh vào được bờ vai của đối phương để làm có dấu tay trên đó, ghi về một điểm. Còn nếu như đánh làm sao người ta ngã xuống dưới luôn là được 20 điểm. Không cần dùng thể lực. Đúng khi vậy. Họ đã ngã rồi thì cứ để thời gian như họ ngồi lên là chơi tiếp. Ngã lần nữa là 20 điểm, là 40 điểm. Đánh ngã là được 20. Còn đánh bất tỉnh đúng là được 60 không bạn? Đánh bất tỉnh thì nuôi con bé đó cả đời. Được. Nhưng mà nhớ nha, cái vai thôi nha, cái mặt là không tính điểm nha. Cái mặt là bị trừ điểm nha. Vậy anh biết rồi, bên đội của mình thì em sẽ làm chốt thí đúng không? Sao là chốt thí? Em chơi với Dạ đi. Em chơi với chị Dạ hả? Đúng ý rồi. Em tôi cũng là chốt thí sao? Tôi chọn Trương Thế Dịch. Wow. Cái này mà cắm đầu rớt xuống thì cũng căng thẳng nha. Ủa sao anh xúi em chọn Vinh? Anh Vinh đánh mạnh, đánh đẩy cái em té rồi. Đúng rồi. Trời ơi, Vinh vừa chứng kiến cảnh em ói, em làm lụng để nuôi hai con. Thôi đi, thì ra anh cũng xem tôi là chốt thí. Anh để tôi lại Trương Thế Vinh. Con thích đấu dai. Con đừng đấu với chú với con một đội nha. Con ơi, chị Ngọc hay là chị Ngân chú? Đừng hỏi chú, tại vì chú chỉ mới công con thua, con đổ thừa nữa. Con chọn đi. Chú hèn dễ sợ. Người nào mà em nhắm em ăn. Chọn Trương Thế Vinh đi, chị chọn người khác. Chú chọn Trương Thế Vinh đi, chú. Rồi rồi, con nói chú nghe lời con. Trời, chú lớn hơn con mà. Nè, Trương Thế Vinh. Em đi. Anh chọn em. Hô hoa em sợ quá đi. Trời ơi. Trời ơi. Kiểu sợ sệt mà coi thường luôn. Hiểu Huy chọn ai? Thôi em chọn chị Ngân, tại chị Ngọc nhỏ quá. Wow. Ý là cái tướng nhỏ con quá, con đẩy cái rớt đó hả? Con nghĩ vậy. Wow. Không, bé nói gì cũng phải đẩy đó. Bé Vy nope. Thở một cái là chị Ngọc rớt rồi. Chưa kịp đẩy. Ngọc, ý em sao? Em có muốn thách đấu với Tiểu Vy không? Dạ thôi. Sao cái này chịu rụt rè vậy? Mình phải dùng miêu. Miêu chứ, rồi mình thắng vinh quang chứ Ngân. Em không nhớ những tập trước sao? Mình phải thể hiện cho người ta thấy. Tập trước em có thắng đâu mà em biết. Chứ em có thắng đâu mà em biết. Mạnh lần này chị em mình mới thắng nè. Để cho người ta thấy. Đúng tụi mình, vậy. Tụi mình mạnh là dùng sức, mà yếu là phải dùng miêu. Em là như vậy, không có lao ra như vậy. Tay yếu. Cặp đầu tiên sẽ là ai đây ạ? À? Em à chị Dạ. Em không hỏi quyết định của tôi, em tự quyết luôn. Không được vượt qua cái màu vàng này. Trời, nha. Nói về hả? Lật. Đâu, trời, mình so tay cái dài tới đâu. Rồi, hợp lý rồi, lát mình chơm tới vừa này đó. Em dám tố với tôi không? Là sao? Độ dài mà. Chơi dơ luôn. Chúng ta nên nhớ, 2 phút rất là dài. Cứ quẹt tới là lui nó mất thời gian. Đẩy một phát bột cắm đầu là hết phút rồi. Chị tuyệt đình Ngọc. Em đừng đẩy tội chị ăn gian lắm. Không. 2 phút bắt đầu. 2 phút đã bắt đầu rồi. Bây giờ mình chơi chào. Thì đó, luật sao mình chơi vậy? Đừng. Bé này. Giặt vô áo có tính điểm không mà. Nói là vô vai mà. Phải đụng vô vai à. Lỡ Ngọc ơi. Đây làm gì? Em tới đây. Không được qua mất. Em đừng có hãy. Không qua mất đâu. Em đừng có vậy. Ê, bậy con bé này. Bé này. Lấy một điểm đầu tiên nào. Người ta nói là vô vai. Em có hiểu không? Cái vai là ở đâu? Cái vai là ở đâu? Cái vai là ở đây nè. Như vậy là vừa đụng vai vừa té luôn, 21 điểm. Em ai điểm rồi kìa. Em chưa nhúng luôn á mọi người. Dạ tới rớt trước mà. Ai rớt trước là bị thôi. Đâu phải dài đâu. Rồi sao tính điểm? Bạn trông suy thế. Nghĩ sao bé? Lực ơi, hài đồng đội rồi. Sao sao con té ngay cái lỗ hổng kia à? Trời ơi, như trái chuối luôn rồi chị ơi, như trái chuối luôn rồi. Lỗ
được, để xa xa đi cho được, để xa xa đi cho để xa xa đi cho bé trường tới, để xa xa thôi. Ở đây ta có cái bậc thang nè, mình nhúng lên đây một cái. Thì dắt cái gì vô vậy? Đẹp chưa? Thôi từ từ. Từ từ. Chưa. Đúng rồi, đây là chơi chứ chưa gì nữa. Đi từ đây tới đây rồi chưa gì nữa. Chuẩn bị thế sẵn sàng đã. Thôi vậy đó, chuẩn bị thế chưa? Bạn dùng... ơi, người ta... Em nãy giờ đúng mà. Đúng rồi. Lúc nãy em. Dạ. 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 Lại lúc nãy em. Dạ. Thôi tội gì dạ quá. Em chú chưa quyết chiến. Dạ lên đi. Tới phút cuối dạ lên đi. Em chưa quyết chiến tới phút cuối cùng. 6 5 vô. 4 3 vô. 4 3 2 lên. Ôi dạ được dạ. Lên đây. Lên lên đi. Ôi dạ ơi dạ. Hết giờ. Thưa quý vị, quý vị nhìn trận chiến, quý vị cũng hiểu giùm cho chúng tôi một điều là chúng tôi chắc cũng không cần thời gian để đếm bao nhiêu điểm đâu. Một đứa ngồi trên này, một đứa nằm ở dưới không mà điểm gì nữa. Nên Dương Lan Ngọc thắng lượt này, xin chúc mừng. Em nghĩ đó là cộng dồn điểm ba người là chứ. Đâu có, đâu có em, sao em quái cộng dồn quá vậy? Em dồn cái gì ở đây? Rồi, rồi, nằm xuống chị ơi, nằm xuống. Em nhìn đi. Em vui chứ? Vui. Dương thêm lên, lên. Dạ. Dạ. Chờ anh đến với em đây. Bắt đầu. Em xuống ơi, xuống ơi, gì vậy con? Không, em đỡ bên này, Vi đỡ bên này. Để người ta, để tự người ta. Sao con đẩy chú té vậy? Đỡ thôi, đỡ thôi. Bây giờ chú nghiêng luôn rồi nè. Để tự người ta. Đụng vô là khó, khó chơi lắm. Come here baby. Ê, sao giống mình đang dâng mồi cho hổ vậy? Ê, anh lợt ơi. Tôi tưởng tượng đây là một con sói. Đừng, 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 đừng. Không được giận nha. Đúng rồi, buông ra đi. Buông ra đi. Buông ra đi. Buông ra Vi. Hất một cái là anh đi liền, anh đi bụi liền anh Vinh ơi. Hất gì tao đứng đây luôn. Trời, không giờ tới 2 phút thì thôi. Làm gì sợ. Ủa chơi gì vậy? Làm gì sợ. Giết đi. Gì, tính hất chân tao nè. Để qua kia. Trời ơi. Sao đúng là đừng giỡn. Chú dám hơi gì để chân lên giống tôi nãy không? Chứ nắm cái không? Tay luôn, không, nắm cái tay luôn anh Vinh. Nắm cái tay luôn. Hai đứa mình ngồi đây, cùng nhau uống trà, cùng nhau quýnh cờ, ok. Ok. Quá ổn luôn. Ê, okay, ok, sao cái mặt chú ác gì vậy chú em? Ê, không có được chỗ chỗ này nha, chỗ này là không tính điểm của chú em. Nó qua nhau bây giờ. Được, anh sẽ qua với mày. Trời, tôi cảm giác như tôi là một con mồi. Thật là ngon. Rồi, tự rớt nè. Dạ, tự rớt nè, dạ. Tới luôn, tới luôn. Không ai được tự rớt cho coi nè. Nó chạy thì hai thằng chết. Tôi sống đủ rồi. Tôi đủ rồi, không còn gì để mất nữa. Không còn gì để mất nữa. Cái cháu ảnh kìa, cái cháu ảnh kìa. Anh ảnh đi. Tự rớt nè, tự rớt nè. Ôi anh Luật vậy mà thân bằng dữ dội luôn rồi. Trời ơi, đừng có giỡn. Nói về những pha xí đắt léo thì xin lỗi à chúng em. Mày dám lắc người giống anh không? Nhịp điệu nhịp nhạc cha cha. Ôi chơi gì vậy? Làm gì sợ. Nhịp điệu nhịp nhạc cha cha. Trời ơi, mày lắc mày dính mà bỏ hai cái nào đó nè. Lắc cảnh rớt rồi, lắc cảnh rớt rồi. Lắc đi.
Lắc đi quay rớt. Chưa tới bên ngoài. Có cây ra được không? Rồi lại cái mất. Nó muốn ăn lắm hay sao vậy trời? Đó, sao đúng nhát, anh Luật ơi, nhát không quá. Không có, nó tôi chuẩn bị sẵn rồi, anh có nó quốc anh rồi. Nhát anh Luật quá, phải mình phải tiến, mình phải mạnh mẽ lên. Cố lên, cố lên, anh phải cố lên chứ. Dịnh rồi, dịnh rồi, bố dịnh ra. Thật đi, thật đi, thật đi. Đóng ra anh. Thật đi ra. Đóng ra anh, đóng ra anh. Đúng rồi, đúng rồi. Lật lên chứ. Đúng rồi. Cố lên Luật, cố lên. Tôi nào nảy đâu vô vậy? Chứ anh đứng dậy hoài, chừng nào mới thắng? Trời ơi, ta có chiến thuật người ta. Ta có chiến thuật người ta. Đó, đuối rồi nè, lên nổi không? Làm gì cũng nổi, làm gì cũng nổi trời. Đố xin xa nè. Thôi thôi, nó quề chú không hợp thân gì quề. Sao quề nổi? Chú té một cái rồi. Ôi trời ơi, ổn mồm mồi liền anh Vinh. Trời ơi, trời ơi, quá trời, quá trời. Anh Luật anh thư giãn đi. Mặt anh trời. Cố lên anh Luật, cố lên. Tự quậy cho mệt đó mọi người. Tự quậy cho mất sức rồi té thôi à. Chứ ai làm gì đâu. Ngồi xa xa lên rồi chú. Lên. Chú. Đưa cho chết, nó đưa hoài. Lên. Rồi tấn công kìa trời ơi. Đó, mạnh mẽ ghê chưa. Anh Vinh thấy ảnh một cái ra khỏi phim trường luôn. Căng thẳng quá anh Luật. Chân anh đẹp rồi. Trời ơi, trời ơi. Chết rồi, chết rồi. Anh chết rồi. Mày nhau. Nhưng mà em lên trước. Trời ơi, cẩn thận. Đó, chú anh chết. Mày nghe chưa? Ai lên trước? Anh cho em nói lại đây lên trước. Bỏ đây vô luôn chú. Chú xác định hôm nay tôi chết với em. Ủa? Ê, chị sợ anh Luật chết rồi. Chết rồi trời. Anh ghê quá. Sao anh chơi sao vậy? Anh bị gì anh Luật? Vô chú. Trời bé này nó tiếp hoài luôn á. Gì đâu lên chú ơi. Máu lửa lên chú ơi. Nãy để tay thẳng luôn. Để tay thẳng mày ra luôn. Sấn tới cái mức này luôn á. Nắm cái chân ảnh đi. Nắm cái chân ảnh lên Vinh đi. Anh Vinh qua mức hoài à. Anh Vinh qua mức hoài à. Lật ngực. Anh Vinh nãy giờ lớn mức hoài à. Lật anh Luật luôn. Anh Vinh nghe lại xíu đi anh Vinh. Hết chưa? Wow, hai người này đấu máu lửa quá. Cặp này Trương Thế Vinh thắng. Ôi vậy là đội em thắng rồi. Chưa chắc. Đâu vậy? Nếu như mà bên đội này mà có một người nhập viện thì làm sao thắng nổi? Vy biết làm gì rồi đó con. Thủy Ngân và Tiểu Vy lên. Trời ơi, này là... giống chơi cho chết gì rồi. Hồi nãy chú chỉ làm sao? Hai đứa mình nhẹ nhàng thôi em. Đừng đụng vào vai. Đụng vào bàn tay cho nó xỉu. Trời Vy em sao? Từ từ Vy. Trời ơi, đừng coi thường quá hậu đi. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Ngân nó xạo, Ngân nó xạo, Ngân nó xạo, Ngân nó xạo, Ngân nó xạo. Ngân nó xạo á. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, quá dữ rồi, quá dữ rồi. Không cần, không cần, không cần, không cần, miễn sao té là được. Té đi. Trời ơi, cầm này dữ dội quá đó, anh Luật ơi, em thấy người ta chơi chưa? Sao em nhanh nhạy gấp quá vậy, từ từ thôi nào. Đi, Vy, Vy, đẩy đi. Đúng rồi, Vy ơi. Đúng rồi, Vy ơi. Ôi, đó, mất luôn vậy. Ủa, Vy ơi, mừng em hoài vậy. Đâu có, qua gì qua. Ủa, hai cái cô rồ mất nữa rồi. Sao, mệt lắm phải không? Mệt lắm phải không? Hay lắm quá hậu ơi. Con là niềm tự hào của gia đình. Sao giờ em sao? Trời, con Phú bỏ dịch bên nhà chị dữ dội lắm. Trời, nhìn như hai tiên nữ đang chơi giỡn trên trời vậy đó. Giữ chân
ở dưới, giữ cái chân ở dưới. Móc cái giò vô. Chị Ngân mà dám lắm. Đẩy chị Ngân xuống. Trời ơi, hung nó kìa, trời ghê thiệt. Rồi Vy đó rồi, lên lại. Lên rồi kìa, tiếp. Cố lên, cố lên. Mặc cái chân dưới á. Rồi ra ông 20. Vy nó mệt quá kìa. Thở không? Trời ơi, nó mệt quá kìa. Dán cái tóc. Bé Vy nó mệt quá kìa, thở không? Vy à, dù sao thì lại em cũng đã toàn thua rồi. Em còn cố gắng làm chi nữa, đừng dám nghe lời ông chú đó. Ông chú đó, ông gian manh dữ lắm. Em hiểu không? Hiểu không? Đây nè, chị nhẹ nhàng cho. Để chị nhẹ nhàng với em một chút xíu. Chút xíu không? Đẩy đi Vy. Trời ơi. Lại lên trước. Lại lên trước rồi. Đến. Cố lên đi, cố lên. 7, cố lên Ngân ơi. 6, 5, sao? Hai 4, em cố lên. 3, tới bến luôn. 2, 1, hết giờ. Thất ngộ nghìn ba lượt đấu, đội màu cam đều thắng hết. Và game này họ thắng luôn. Game trước họ không thắng, game này họ không thắng. Tỷ số nghiêng về đội màu cam 2-0.